Hello, my dear students. Welcome to my lesson today. Chào các em đến với tiết dạy của cô hôm nay. Today we come to review 3, unit 6, 7 and 8, period 1. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần ôn tập số 3 của unit 6, bài 8, tiết thứ nhất. Let's start with warm up. In this activity, you watch a video that helps you remind the topic you have learned in Unit 6, 7 and 8. Ở phần warm up, chúng ta sẽ xem một đoạn clip và đoạn phim này sẽ giúp các em nhớ lại chủ đề các em đã học ở bài 6, bài 7 và bài 8. Now, let's watch the film. About 40 famous ancient Mediterranean sites, including Venice and the Blue Mosque in Turkey, are at risk of being irreparably damaged due to the effects of climate change. According to a study published Tuesday, World Heritage sites across the Mediterranean region face significantly increasing risk of floods and erosion damage by 2100, especially those in countries like Italy, Croatia, Greece, and Tunisia. The study says the reason so many of these sites are vulnerable is that many early civilizations were built near bodies of water. And although sea levels have been slowly rising over the last 3,000 years, their rise has escalated over the past century due to climate change, largely driven by human activity. Ultimately, the study says these risks can be minimized if rigorous climate change mitigation is pursued as planned under the Paris Agreement. Some of the countries where these sites are located have already devoted resources to help protect them from climate change's effects. Venice, for example, has been constructing a mobile barrier system to help guard against floodwaters for over a decade, and it should be completed by 2022. Sau khi xem đoạn phim ngắn này, chúng ta biết rằng nhiều di sản thế giới nổi tiếng như The Venice hay The Blue Mosque, đền Hồi giáo The Blue Mosque và những cái di sản thế giới dọc bờ biển Địa Trung Hải đang đối mặt với những rủi ro về lụt lội hay là xói mòn đất. Và như nghiên cứu đã thực hiện cho thấy rằng sự tàn phá này chủ yếu là do hoạt động của con người và cũng có nhiều nguồn đóng góp giúp bảo vệ chúng khỏi những sự tàn phá này. Vậy thì đoạn phim ngắn này đã giúp các em vừa nhớ ba chủ đề chúng ta đã học ở bài 6, bài 7, bài 8 chứ nào. Được rồi, vậy ba chủ đề đó chính là Unit 6, Global Warming, Unit 7, Further Education, and Unit 8, Our World Heritage Sites. Vậy trong bài học này chúng ta cũng có ba điểm chính. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu về từ vựng của cả ba đơn vị bài học này, phương pháp âm và ngữ pháp. Now, let's revise some vocabulary. Exercise number one. Use the correct form of the words in the mosque to complete the sentences. You have 1 minute to do this exercise. Hãy sử dụng đúng hình thức của từ trong hộp để hoàn thành các câu sau. Các em có 1 phút để làm bài tập này. Trước hết, cô nhắc lại nghĩa tiếng Việt của những từ trong hộp. Academic, mang tính học thuật, thuộc về hoặc liên quan đến giáo dục. Excavation, sự khai quật. Undergraduate, sinh viên đang học đại học hoặc là cao đẳng chưa tốt nghiệp, hoặc là giáo dục đại học cao đẳng. Intact, nguyên vẹn, không bị hư tổn. Carbon footprint, lượng khí CO2 thải ra hàng ngày của một cá nhân hoặc một nhà máy. Now, 1 minute for you to do the exercise.
Now we check. Number one. Ở câu thứ nhất, các em chú ý tới từ khóa energy generated, năng lượng được thải ra, được tạo ra. Về đây chúng ta cần một danh từ để làm chủ ngữ cho câu. Về câu này có nghĩa là khi bạn sử dụng năng lượng do các nhiên liệu hóa thạch tạo ra, cái gì trở nên lớn hơn? Đúng rồi, lượng khí CO2 bạn thải ra. So it is carbon footprint. Right. Number two. This historic site needs extensive work. Khu di tích lịch sử này cần sâu rộng. Vậy ở đây mình cũng cần một danh từ. Vậy khu di tích lịch sử này cần khai quật sâu rộng. So, you choose the noun excavation. Number three. Hầu hết các di vật cổ trong viện bảo tàng di sản vẫn còn như thế nào? Vậy chúng ta cần một tính từ. So it is intact, vẫn còn nguyên vẹn. Right. Number four. It is difficult to get a good job without any qualifications. Rất khó để có một công việc tốt mà không có gì, rồi không có trình độ học vấn hay là không có những cái bằng cấp có tính học thuật. So you choose the adjective right, academic. Number five. Vậy ở câu số 5, câu này mang nghĩa ở giáo dục bậc cao, bạn có thể tham gia học các trường cao đẳng đại học 3 năm hoặc 4 năm. Vậy đó chúng ta sẽ sử dụng danh từ undergraduate, right? At the undergraduate level. You copy down on your notebooks. Exercise number two. Complete the sentences using the correct form of the words in practice. You have 2 minutes to do this task. Hoàn thành các câu sau, sử dụng đúng hình thức những từ trong hoặc đơn. Các em có 2 phút để làm bài tập này. Let's check. Number one. Ở câu thứ nhất, chúng ta cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ education courses. Về câu này, chúng ta sẽ sử dụng tính từ
further. Và câu này có nghĩa có nhiều khóa học giáo dục bổ sung để chuẩn bị cho sinh viên đi làm trong tương lai. Number 2. Ở câu số 2, chúng ta có từ khóa will raise it. Lớp 6. Vậy ở đây, câu này mang nghĩa trường trung học cơ sở. So it is lower secondary school. Câu số 3. Ở đây chúng ta cũng cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ Unisys. Vậy đó chính là tính từ gì? Right, how heat related. Câu này có nghĩa là bạn nên biết các triệu chứng của các bệnh liên quan đến nhiệt như là bệnh kiệt sức vì nóng, đột quỵ và bị cháy nắng. Number 4. Bạn muốn ghé thăm Vịnh Hạ Long hay khu danh lam thắng cảnh Tràng An. Về đây mình dùng tính từ bổ nghĩa cho danh từ landscape complex. So it is scenic. And number 5. Khu vực trung tâm của Hoàng thành Thăng Long là một di sản gì? Di sản văn hóa. Vậy ở đây chúng ta cũng cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ heritage site. So it is cultural, a cultural heritage site. You copy down on your notebook. Now, turn to pronunciation. This activity revise you the intonation on echo question, yes no question, WH question and choice questions. Hoạt động này sẽ ôn lại cho các em âm điệu của các dạng câu hỏi tiếng Vang, câu hỏi yes no, câu hỏi có từ để hỏi, WH và dạng câu hỏi chọn lựa. Như đã học, chúng ta lên dòng cho câu hỏi tiếng Vang, tức là echo question và yes no question. Hạ dòng cho câu hỏi WH. Đối với câu hỏi chọn lựa, ta lên dòng cho mỗi chọn lựa và hạ dòng ở chọn lựa cuối cùng. Do you remember? Yes. Now we practice. Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then practice reading the sentences. 1. Would you like to go on a cultural tour or an architectural tour? I'd like to go on a cultural tour. 2. Would you like to visit Meishan Sanctuary or Hoi An Ancient Town? I'd like to visit Hoi An Ancient Town. 3. How should I apply for a place at a US university? 4. Is there an application deadline for early decision? 5. Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals. The remains of dead plants and animals? Now you listen again and check. Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then, practice reading the sentences. 1. Would you like to go on a cultural tour or an architectural tour? I'd like to go on a cultural tour.
2. Would you like to visit Meishan Sanctuary or Hoi An Ancient Town? I'd like to visit Hoi An Ancient Town. 3. How should I apply for a place at a US university? 4. Is there an application deadline for early decision? 5. Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals. The remains of dead plants and animals? Now you have 1 minute to practice reading the sentences. Move on to grammar. The aim of this activity is to remind you about grammar points, such as perfect participles in clauses of time and reasons, perfect gerunds, the present perfect and the present perfect continuous, and participle and two infinitive clauses. Ở phần ngữ pháp, chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến các điểm ngữ pháp đã học ở bài 6, 7 và 8. Đó là 1. Phân từ hoàn thành, tức là dạng thái vĩnh cộng động từ ở cụm 3, hoặc là tấn công bằng ed trong mệnh đề thời gian và lý do. 2. Danh động từ hoàn thành, cũng là dạng của cấu trúc thái vĩnh cộng động từ ở cột 3 hoặc tấn công bằng ed. 3. Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và cuối cùng là mệnh đề phân từ và ngôn mẫu có từ. I think you all remembered how to use this grammar point. And now we practice. Activity 4. Rewrite and or combine the sentences. Begin each one as shown. You have 2 minutes to do this exercise. Hãy viết lại hoặc là kết hợp những câu sau, bắt đầu với những từ cho sẵn. Khi nhìn vào bài tập này, các em sẽ nghĩ đến điểm ngữ pháp nào nào? Đúng rồi, ta sử dụng phân từ hoàn thành hoặc danh động từ hoàn thành để kết nối hai câu hoặc viết lại hai câu. Now 2 minutes for you to do this exercise.
Reject. Number one. Kể từ khi họ sống gần nhà máy hóa học nhiều năm, một số dân làng đã bắt đầu phát triển bệnh ung thư. Về hành động, sống gần nhà máy hóa học xảy ra trước, nên chúng ta sử dụng phân từ hoàn thành cho hành động này. Và câu này sẽ là Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer. Number two. Sau khi con dự một hội nghị về bảo tồn thiên nhiên, anh ấy đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động môi trường. Ở đây, hành động tham gia vào hội nghị cũng xảy ra trước. Chúng ta sử dụng phân từ hoàn thành để kết nối hai câu này. So it is, having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities. Number three, máy đã đổ rác ở công viên gần nhà cô và cô hối tiếc cho điều đó. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng danh động từ hoàn thành hoặc có thể là danh động từ để kết nối hai câu. Và câu này sẽ là My regretted having dumped or dumping rubbish in the country park near her house. Number four. Người quản lý đã cho phép thải khí độc từ nhà máy vào không khí. Anh ta phủ nhận điều đó. Câu này chúng ta sử dụng danh động từ hoàn thành hoặc danh động từ để kết nối. And it is The manager denied having allowed or allowing harmful gases to emit into the air from the factory. Number 5. Có người đã sử dụng thuốc nổ để diệt cá trong hồ đó. Họ nghi ngờ là Tom. Về ở đây, mình sử dụng danh động từ hoàn thành hoặc danh động từ để kết nối hai câu. And it is. They suspected Tom of having used or using explosives to kill fish in the lake. Right, you copy it out on your notebook. Activity number 5. Complete the sentences with the verbs in the past. Use the present perfect or the present perfect continuous. You have a 1 minute to do this exercise. Hãy hoàn thành những câu sau với những động từ trong hộp, sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Các em có 1 phút để làm bài tập này. Have you finished? We check. Number 1. Cô này vẫn còn ở Anh chứ? Vậy bà ngoại cô này đã ngành y ở đó bao lâu rồi? Vậy thì ở đây hành động này muốn nhấn mạnh vẫn đang còn diễn ra. Chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và ở đây chúng ta sẽ dùng has been studying. Đã học ngành y, đã và đang học ngành y ở đó bao lâu rồi. Number 2. How many courses you so far in your graduate program? Bạn đã học bao nhiêu khóa trong chương trình sau đại học rồi? Vậy thì ở đây hành động này đã nhấn mạnh chấm dứt về chúng ta sử dụng hiện tại hoàn thành. Have you taken? Number 3. Như nhiều người bạn trong lớp, tôi tiếng Anh từ cấp 1. Về đây hành động này vẫn đang còn diễn ra. Em sử dụng thì hiện tại hoàn thành việc diễn.
và câu này mang nghĩa là tôi đã và đang học tiếng Anh. So it is, have you been learning? Number 4. Anh này với anh họ của mình khoảng 2 tháng, nhưng anh này đang tìm kiếm một nơi gần trường đại học. Vậy hành động này chưa chấm dứt, chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy anh ấy đã và đang sống, chúng ta sẽ dùng has been living. Number 5. Anh tôi, các nghiên cứu sau đại học và nhận được bằng tiến sĩ. Bây giờ anh ấy đang dạy ở một trường đại học. Vậy chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn diễn tả hành động, đã hoàn thành nghiên cứu sau đại học và nhận bằng tiến sĩ. So it is has finished. Right, you copy down on your notebooks. Activity number 6. Finish the incomplete sentences using either a participle or two infinitive clause. You have 2 minutes to do this exercise. Hoàn thành những câu dưới đây sử dụng hoặc là mệnh đề phân tư hoặc là mệnh đề nguyên mẫu có tư. Các em có 2 phút để làm bài tập này. We check number 1. Câu tháp London dài 244 mét là một di sản thế giới. Về nhìn vào mệnh đề quan hệ, chúng ta thấy mang nghĩa chủ động hay bị động? Đúng rồi, mang nghĩa chủ động. Với câu này chúng ta sẽ viết sử dụng hiện tại phân tư measuring. Number 2. Du khách đến chiêm ngưỡng các di vật đã được khai quật từ các ngôi mộ cổ. Vậy mệnh đề quán nghĩa that were excavated from the ancient tombs, mang nghĩa chủ động hay bị động? Mang nghĩa bị động. Vậy mình sẽ rút gọn sử dụng past participle excavated. Number 3. Thủ đô Ecuador là thành phố đầu tiên trên thế giới mà được UNESCO tuyên bố là di sản thế giới. Về câu này, mình đề quán nghĩa mang nghĩa bị động và trước đó xuất hiện từ the first. Vậy chúng ta sử dụng mình đề nguyên mẫu có tú ở dạng bị động cho câu này. And it is to be declared. Number 4. Thành nhà Hồ được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO vào năm 2011. Nó tọa lạc ở tỉnh Thanh Hóa. Vậy mình đề
Vậy câu nó tọa lạc ở tỉnh Thanh Hóa. Mang nghiệm bị động. Nếu chúng ta sử dụng quá khứ phân từ để phủ vào vấn đề này. So it is located in Thanh Hóa province. Number 5. Quần thể di tích Huế là một ví dụ điển hình cho thành phố có cấu trúc đẹp. Nó nằm dọc sông Hương ở thành phố Huế. Vậy câu này, mình đề nó nằm dọc sông Hương ở thành phố Huế, mang nghĩa chủ động hay bị động? Rồi, mang nghĩa chủ động nếu chúng ta sẽ dùng verb in. Vậy câu này sẽ là lying along the perfume in Huế City. Now you copy down on your notebooks. Homework. Revise all the vocabulary, pronunciation, and grammar points you will learn, and prepare review 3, units 7, 8, skills. Về nhà các em ôn lại tất cả từ vựng, cách phát âm và những điểm ngữ pháp em vừa học xong và chuẩn bị phần ôn tập số 3 của bài 6 bài 8. Phần skills. That's all for my lesson today. Thank you for your attention. Goodbye and see you next time.